Ngày Gia đình Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và PNG Việt Nam tổ chức lễ trao khoản hỗ trợ tài chính chương trình Khéo Vun Vén Lợi Cả Nhà. Chương trình đã trao 20 suất, 10 triệu đồng một suất, hỗ trợ tài chính không hoàn trả thuộc quỹ Khéo Vun Vén cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khu vực Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một phần trong chương trình với trọng tâm bao gồm hai hoạt động chính là tư vấn, hỗ trợ cung cấp kiến thức kỹ năng quản lý tài chính gia đình và hỗ trợ tài chính không hoàn trả thuộc quỹ Khéo Vun Vén dành cho những phụ nữ đã lập gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ đã hỗ trợ diễn ra trong vòng một năm kể từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, được chia thành nhiều đợt khu vực trên phạm vi cả nước.